Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 9:18. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, vì Ngài đã làm những sự lạ lùng. Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài. Đức Giê-hô-va đã tỏ cho biết sự cứu rỗi Ngài và lộ ra sự công bình Ngài trước mặt các nước. Ngài đã nhớ lại sự nhân từ và sự thành tín của Ngài đối cùng nhà Israel. Các đầu đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng tôi. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen. Khá dùng đàn cầm và giọng ca mà hát ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy lấy còi và tiếng kèn mà reo mừng trước mặt vua, tức là Đức Giê-hô-va. Nguyện biển và muôn vật ở trong biển, thế gian cùng những người ở trong thế gian đều nổi tiếng ồn ào lên. Nguyện các sông vỗ tay, núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian, Ngài sẽ lấy sự công bình mà đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Chương 15. Hỏi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Và trước hết tôi đã dạy anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sanh non vậy. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và là điều anh em đã tin. Và nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? Nếu những kẻ chết không sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Lại, nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại. Đã ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Và vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình.
kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Và Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài, mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bây giờ chính mình con sẽ phục đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp têm sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp têm? Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỡi anh em, tôi chết hàng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Nếu tôi theo cách loài người mà đã đánh cùng các loài thú ở thành Epheso thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết chẳng sống lại thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy tỉnh biết theo cách công bình và chớ phạm tội, vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào. Tôi nói vậy để anh em hổ thẹn. Nhưng có kẻ sẽ nói rằng, người chết sống lại thế nào? Lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt. Mỗi một hột giống cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất. Nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiêng liêng. Ấy vậy, có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất. Người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Người thuộc về trời thế nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.
Chương 15. Samuel nói cùng Saul rằng: Đức Giê-hô-va đã sai ta sức dầu cho ngươi lập làm vua dân Israel của Ngài. Vậy bây giờ hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Ta nhớ lại điều Amalek làm cho Israel, ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy hãy đi đánh dân Amalek và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa. Vậy Saul nhóm hiệp dân sự và điểm soát họ tại Telaim, có 200.000 lính bộ và 10.000 người Giuđa. Saul đi tới thành Amalek và đặt binh phục trong trũng. Người có nói với dân Kenit rằng: Các ngươi hãy rút đi, hãy phân rẽ khỏi dân Amalek, kẻo ta diệt các ngươi luôn với chúng nó chăng? Vì khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, các ngươi có làm ơn cho hết thảy dân ấy. Vậy dân Kenit phân rẽ khỏi dân Amalek. Saul đánh Amalek từ Havila cho đến Shurơ, đối ngang xứ Ai Cập. Người bắt sống Aga, vua của dân Amalek, rồi lấy gươm diệt hết thảy dân sự. Nhưng Saul và dân chúng dung thứ Aga, chẳng giết những con tốt hơn hết trong bầy bò và chiên, các thú về lứa đẻ thứ nhì, chiên con và mọi vật tốt nhất. Chúng chẳng muốn diệt những vật đó, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá trị. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel như vậy: Ta hối hận vì đã lập Saul làm vua, bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta. Samuel buồn rầu, kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm. Sáng ngày sau, người đi rước Saul. Có kẻ đến nói cùng Samuel rằng: Saul đã đến Cạc-mên, dựng cho mình một cái bia tại đó. Đoạn đổi đường đi xuống Ginh-ganh. Samuel đi đến cùng Saul. Saul nói cùng người rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Tôi đã làm theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Samuel hỏi người rằng: Vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai ta cùng tiếng bò rống ta nghe kia là làm sao? Saul đáp rằng: Dân sự có dẫn chúng nó từ nơi người Amalek đến, vì dân sự đã tha những con tốt nhất về chiên và bò, đặng dâng nó làm của lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông. Vật còn lại, chúng tôi đã diệt hết đi. Samuel nói cùng Saul rằng: Thôi, ta sẽ tỏ cho ngươi điều Đức Giê-hô-va đã phán cho ta đêm nay. Saul đáp: Xin nói. Samuel nói rằng: Lúc ngươi còn nhỏ tại mắt ngươi, ngươi há chẳng trở nên đầu trưởng của các chi phái Israel sao? Và Đức Giê-hô-va há chẳng sức dầu cho ngươi làm vua của Israel ư? Vả, Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đi mà rằng: Hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia là dân Amalek và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt chúng nó. Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào của cướp làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? Saul đáp cùng Samuel rằng: Tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giê-hô-va sai tôi đi làm. Tôi có đem Aga, vua dân Amalek về và diệt hết dân Amalek. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp chiên và bò là vật tốt nhất về của đáng tận diệt, đặng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Ginh-ganh. Samuel nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực, sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lại hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua.
Saul đáp cùng Samuel rằng: Tôi có phạm tội. Tôi đã can phạm mạng lệnh Đức Giê-hô-va và lời của ông. Tôi sợ dân sự nên nghe theo tiếng của họ. Bây giờ, xin ông hãy tha tội tôi, trở lại cùng tôi, thì tôi sẽ sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va. Samuel nói cùng Saul rằng: Ta không trở lại cùng ngươi đâu, vì ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ bỏ ngươi, để ngươi chẳng còn làm vua của Israel nữa. Khi Samuel xây lưng đặng đi, Saul nắm vạt áo tơi người, thì áo bèn rách. Samuel nói cùng người: Ấy, ngày nay Đức Giê-hô-va xé nước Israel khỏi ngươi là như vậy, đặng ban cho kẻ lân cận ngươi xứng đáng hơn ngươi. Vả lại, đấng phù hộ Israel chẳng nói dối và không ăn năn, vì đấng ấy chẳng phải loài người mà ăn năn. Saul đáp rằng: Tôi có tội. Song, xin hãy tôn trọng tôi trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi và trước mặt Israel. Xin ông trở lại cùng tôi thì tôi sẽ thờ lại Jehovah Đức Chúa Trời của ông. Vậy Samuel trở lại theo Saul và Saul sắp thờ lại Đức Jehovah. Đoạn Samuel nói: Hãy dẫn Aga vua Amalek đến ta. Aga đi đến người bộ vui mừng vì tưởng rằng quả hẳn điều cay đắng của sự chết đã qua rồi. Nhưng Samuel nói cùng người rằng: Hễ gươm ngươi đã làm cho người đàn bà không có con thế nào, thì mẹ ngươi cũng sẽ không có con thế ấy. Samuel bèn giết Aga trước mặt Đức Giê-hô-va tại Ginh-ganh. Đoạn Samuel đi về Rama, còn Saul trở về nhà mình tại Gibea của Saul. Samuel chẳng còn thấy Saul nữa cho đến ngày mình thác, vì người buồn bực về việc Saul. Còn Đức Giê-hô-va ăn năn đã lập Saul làm vua của Israel. Chương 16. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: Ngươi buồn rầu về việc Saul cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Israel nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Isai người Bethlehem, vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn một người làm vua. Samuel thưa rằng: Làm sao tôi đi đó được? Nếu Saul hay thì sẽ giết tôi đi. Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Hãy đem theo ngươi một con bò cái tơ và nói rằng: Tôi đến để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Ngươi sẽ mời Isai dự tế. Ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, rồi ngươi sẽ nhân danh ta sức dầu kẻ ta chỉ cho ngươi. Samuel làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng mình và đi đến Bethlehem. Những trưởng lão của thành ấy đều lấy làm bối rối chạy đón người mà hỏi rằng: Có phải ông đến đem bình an chăng? Người đáp rằng: Bình an. Ta đến để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Hãy dọn mình thanh sạch và đến ăn thịt tế lễ với ta. Người cũng dọn Isai và các con trai người cho thanh sạch và mời đến dự tế. Khi chúng đến, Samuel thấy Eliab bèn thầm rằng: Quả hẳn, kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va đang ở trước mặt ngài. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Isai bèn gọi Abinadab và biểu người đi qua trước mặt Samuel. Nhưng Samuel nói: Đức Giê-hô-va cũng chẳng chọn người này. Isai biểu Sama đi ngang qua. Nhưng Samuel nói: Đức Giê-hô-va cũng không chọn người này nữa. Isai biểu bảy con trai mình đi qua trước mặt Samuel như vậy, thì Samuel nói cùng Isai rằng: Đức Giê-hô-va chẳng chọn một ai trong chúng nó. Đoạn Samuel nói cùng Isai rằng: Hết thảy con trai ngươi là đó sao? Isai đáp rằng: Hãy còn đứa con út, nhưng nó đi chăn chiên. Samuel nói: Hãy sai gọi nó, chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến.
Vậy Y-sai sai gọi người. Mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch và hình dung tốt đẹp. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng, ấy là nó, hãy đứng dậy sức dầu cho nó. Sa-mu-ên lấy sừng dầu, sức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động David. Sa-mu-ên đứng dậy đi về Ra-ma. Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sao-lơ. Đức Giê-hô-va bèn khiến một ác thần khuấy khuất người. Tôi tớ của Sao-lơ nói cùng người rằng, này, có một ác thần mà Đức Chúa Trời khiến đến khuấy khuất vua. Xin Chúa chúng tôi, hãy biểu những tôi tớ đứng chầu Chúa tìm một người biết gảy đàn, để khi nào Đức Chúa Trời sai ác thần đến Chúa, thì người đó sẽ gảy đàn và Chúa sẽ được an ủi. Sao-lơ đáp cùng các tôi tớ mình rằng, vậy, hãy tìm cho ta một người gảy đàn hay, rồi dẫn nó đến cùng ta. Một người trong vòng tôi tớ cất tiếng nói rằng, này, tôi đã thấy một con trai của Y-sai, người Bethlehem, nó gảy đàn hay, một người chiến sĩ mạnh bạo, ăn nói khôn ngoan và mặt mày tốt đẹp, Đức Giê-hô-va ở cùng người. Sao-lơ sai sứ đến cùng Y-sai mà nói rằng, hãy gửi cho ta David, con trai ngươi, là kẻ chăn chiên. Y-sai bèn lấy bánh, một bầu da rượu, một con dê con còn bú, chất trên một con lừa, rồi nhờ David con trai mình gửi cho Sao-lơ. David đến nơi Sao-lơ, bèn ra mắt người. Sao-lơ thương yêu người lắm, đặt người làm kẻ vác binh khí mình. Người sai đi nói cùng Y-sai rằng, ta xin ngươi hãy cho David đứng chầu trực ta, vì nó được ơn trước mặt ta. Vậy, khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Sao-lơ, thì David lấy đàn và gãi. Sao-lơ bèn được an ủi, lành mạnh và ác thần lìa khỏi người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.